biết rồi, nhưng mà không còn đấy. Em hẹn chưa, em được hẹn chưa, chốt hẹn chưa? Chuẩn bị với ai đứa em đi bắt cái anh em mình thường đi, anh sẽ thu xếp hả? Thế là biết không đi rồi đúng không? Không, biết là đi nhưng mà tỷ lệ nó cũng sẽ tiên lượng. Anh và anh thường anh nói từ nó 4 giờ, anh nói từ nó 6 giờ bà xã mới về. Được không? À, càng thế chứ. Ừ, chứ tự nhiên nghe. Không có hấp thu và đào thải ra khỏi cơ thể nó nằm ở trong cơ thể.
nó lâu rồi phải đặc thù của những nguyên tố này chị ha đi truy thì như lúc nữa nhưng mà những cái bởi vì người ta sợ là sợ bệnh độc nguyên tố nặng gì đó về con tại sao mình chụp sạch là có ông thì là con cũng vô gì đó ông lên là mạnh bóng con lên là tạo thả thì đó là bản chất sinh học của cái thần. Bởi vậy mình mới có đánh giá chức con thần, đánh giá chức con gan, đánh giá chức con tim, đúng không? Giả sử là mình có một lý đó bất biến ha, là không đổi với mỗi cái tầng điều trị. À, đó là 2 ngày, 8 ngày, 4 giờ, 6 giờ, mấy năm đó là không thay đổi được. Nhưng mà cái sinh học là điều được thực hiện. Bây giờ cái 2 con này kết hợp lại. Bây giờ anh cho em uống đi không? Em cũng uống nữa. Cả hai đều bổ hơn. Nhưng mà thời gian đào thải của hai em khác nhau. Chắc chắn là khác nhau. À, con em sẽ giữ lâu hơn. Giữ có thể giữ chắc hơn. Như vậy thì mình cứ một liều 200 mà em giữ em đào thải lâu hơn nhưng mà phải nhanh hơn vậy cái điều kiện của em có khác nhau chị thấy chị nè không nhưng mà ý là đúng không bây giờ cũng bình nhân A đây bình nhân A đây bình nhân B em cũng cho cái liều 200 mg bên này cũng 200 cùng cái liều đúng không? Và đào thải tinh dịch của ông TE của em